Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục với series livestream tiếp sức mùa thi với nội dung của tháng 11 thì chắc là mọi người đã nắm rất là rõ qua các buổi livestream rồi đúng không ạ? Vậy thì trước khi bước vào phần nội dung của buổi livestream ngày hôm nay thì mình xin phép được nói qua lại một chút về kỳ thi thử JLPT online miễn phí trên website và trên app của Zumodi. Và ở buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến với dạng môn đai khá là khó của phần từ vựng, đó là cách sử dụng đúng của từ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách làm bài của cái dạng bài cách sử dụng đúng của từ, chính là cái môn đai cuối cùng trong phần từ vựng đấy mọi người. Mọi người nhớ không ạ? Môn đai cuối cùng trong phần từ vựng, nói thế là mọi người sẽ dễ hiểu hơn đúng không? Đó. Rồi. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ định nghĩa một chút về dạng bài đã. Định nghĩa về dạng bài. Dạng bài này nó là gì ạ? Là cái môn đai yêu cầu chúng ta sẽ phải hiểu rõ được ý nghĩa và cách dùng của từ vựng người ta đưa ra. Đúng không ạ? Người ta cho một từ vựng, sau đấy là cho bốn đáp án. Đây, chúng ta sẽ có thể nhìn luôn cái ví dụ ở đây để mọi người nhìn trực quan hơn nhá, trực quan hơn. Ví dụ, ở đây chúng ta người ta sẽ cho một từ vựng như thế này và sau đấy là đưa ra bốn đáp án với bốn câu. Nhiệm vụ của chúng ta là gì ạ? Đó là tìm câu nào có cách sử dụng đúng của cái từ vựng mà người ta đưa ra. Đó, mọi người có cảm thấy khó khăn khi làm dạng môn này không? Nào, mọi người có thể comment nhá. Nếu mà cảm thấy dễ hay là khó gì đấy thì mọi người cũng có thể chia sẻ với nhau. Dễ thì mọi người có thể chia sẻ cái cách mà mọi người đang làm thế nào để cho các bạn khác có thể học hỏi. Đúng không ạ? Hay, rồi. Như một cái ví dụ trên màn hình này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải chọn cái đáp án nào đấy có cái cách sử dụng đúng của cái từ vựng này. Vậy thì bây giờ mọi người có thể làm thử đi đã. Chúng ta làm thử câu này trước nha mọi người nhá. Hay, nào. Một câu như này mọi người mất bao nhiêu thời gian để làm ạ? Mọi người sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm một câu như này? Rồi, trên đây thấy có bạn Long đã chọn luôn được đáp án số 4. Số 4 đúng không? Linh rằng chọn 4 ạ. Mọi người đều đang chọn đáp án số 4, Nam rằng chọn 4. Mọi người có đáp án nào khác không ạ? Ngoài ra thì mọi người cũng có thể comment về cái phương pháp mà mình đang luyện cái dạng môn đai này, hoặc là cái cách mà mọi người đang làm dạng môn đai. Môn đai này như thế nào cho nó nhanh này, đúng này, chính xác. Đó, để chúng ta cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm với nhau nha mọi người nhá. Đấy. Rồi, ok. Vậy thì đầu tiên, câu này đáp án chính xác sẽ là đáp án số 4. Đúng, giống như là mọi người đã chọn đúng không? Các bạn đều đang chọn đúng đáp án số 4 rồi đúng không? Ok, rất là tuyệt vời. Đó, câu 4 này là gì ạ? Kono shigoto wa igaku no chishiki ga nai to dekinai. Cái công việc này thì sao ạ? Cái công việc này thì sẽ không thể làm được nếu mà không có kiến thức về y học. Đúng không? Từ vựng người ta cho chúng ta là gì ạ? Chishiki. Chishiki. Đó. Và lấy cái bút màu khác đi ha. Chishiki là tri thức, là kiến thức. Vậy thì đây là công việc này thì không thể làm được nếu không có kiến thức về y học, phù hợp chưa ạ? Chính xác chưa ạ? Rất là chính xác rồi, đúng không? Ngoài ra thì trong quá trình thi mọi người không thể nào mọi người nhảy vào phát đến đáp án số 4 mà mình chọn luôn được, mà chúng ta sẽ phải đọc từ số 1, số 2, số 3 rồi mới đến cái số 4 để chọn được đáp án, đúng không? Đó, vậy thì chúng ta sẽ phải đọc, nếu bình thường nhá, chúng ta sẽ đọc là itsu saifu wo otoshita ka chishiki ga arimasen. Tôi không có kiến thức gì về việc là đã đánh rơi ví khi nào. Thì dịch ra, dĩ nhiên là dịch ra nó sẽ rất là hên rồi. Đúng không? Nó không chính xác. Thứ hai, hasami wa doko ni aru ka? Chishiki ga arimasu ka? Tức là bạn có kiến thức về việc là cái kéo để ở đâu không? Đó. Dĩ nhiên nó sẽ rất là hên, tức là câu này phải dùng gì ạ? Bạn có ký ức gì về việc là cái kéo nó để ở đâu không? Chẳng hạn thì nó mới phù hợp chứ đúng không mọi người? Đấy. Rồi tương tự như thế, party ni wa watashi no chishiki no aru hito mo ozei kite ita. Tức là có rất là nhiều người mà có kiến thức của tôi đến bữa tiệc. Phải là gì ạ? Có nhiều người quen biết tôi chẳng hạn, đúng không? Đến tham gia cái bữa tiệc này thì nó mới chính xác. Đấy. Nếu mà là bình thường chúng ta sẽ làm như vậy đúng không mọi người? Vậy thì làm thế nào để đi thi chúng ta có thể làm nhanh hơn, giải quyết cái bài này nhanh hơn, chính xác hơn? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé mọi người nhá. Ok. Rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào các bước làm bài. Đầu tiên, cái chuyện rất là atarimae đúng không? Đó là chúng ta sẽ phải check cái từ vựng và ý nghĩa của từ. Chúng ta phải nhìn trước xem là cái từ vựng đấy chúng ta có biết nghĩa không ạ? Đúng mọi người? Biết nghĩa chúng ta mới làm tiếp ở những bước tiếp theo. Còn không biết thì sao? Chỉ có thể là đoán bừa, gọi là đoán bừa thôi, hên xui thôi. Giống như là những dạng môn đai khác đúng không? Không biết thì làm sao? Rồi, hên xui nhá, không biết thì hên xui. Đấy, thì cái bước đầu tiên là cái bước tiên quyết để chúng ta có thể làm được bài này, biết được ý nghĩa của từ. Đúng không? Và đặc biệt là chúng ta khi mà học từ vựng thì các thầy cô thường là hay nhắc các bạn rằng là chúng ta không nên chỉ nhớ cái ý nghĩa tiếng Việt của nó không, mà chúng ta nên nhớ cái bối cảnh, cái sắc thái mà cái từ đấy nó sử dụng, cái bối cảnh mà nó sẽ sử dụng, thì chúng ta mới không bị nhầm cách sử dụng của từ vựng đó. Đúng không? Và đặc biệt là chúng ta nên học một cái ví dụ nào đấy của cái từ vựng đấy.
Đúng chưa nào? Giống như là phần ngữ pháp cũng như vậy. Rồi, vậy thì kết thúc bước 1, chúng ta sẽ đến với bước số 2 là gì đấy ạ? Chúng ta sẽ không đọc cả cái câu, từng câu dài như thế cho đến hết, mà chúng ta sẽ chỉ đọc có chọn lọc thôi nhá, đọc có chọn lọc thôi. Chúng ta sẽ đọc những cái cụm từ có chứa cái từ vựng, gọi là cái từ khóa đấy, có chứa cái từ khóa đấy. Và đặc biệt lưu ý là chúng ta hãy nhìn cả cái chủ ngữ hay là cái chủ đề của cái câu đấy, để xác định xem là cái từ đấy nó dùng trong cái câu như thế này có phù hợp hay không nhá, để rút ngắn được cái thời gian chúng ta làm cái bài này, lát nữa chúng ta sẽ thực hành. Tiếp theo, khi mà lọc như vậy thì trong quá trình lọc chúng ta, trong quá trình đọc những cái cụm từ ngắn đấy đúng không, chúng ta sẽ xác định và loại bỏ những cái đáp án nào mà nó đúng hoặc nó sai một cách rõ ràng luôn đó mọi người. Được chưa? Sai một cách rõ rệt luôn. Còn nếu mà mình nghi ngờ thì sao? Mình tạm thời để tam giác trước nha mọi người nhá. Nếu nghi ngờ để tam giác trước, để lát nữa chúng ta sẽ đọc cả câu. Hoặc là chúng ta có thể đọc luôn cả câu lên, nếu mà có nghi ngờ, được chưa? Rồi, còn bước số 3 là chúng ta sẽ đọc kỹ lại, đúng không? Đọc kỹ lại thường là sẽ có hai cái đáp án mà chúng ta sẽ gây ra cái sự phân vân cho chúng ta. Chúng ta sẽ đọc kỹ lại hai câu đấy để xác nhận chính xác xem là nó đã đúng chưa. Ok không nào? Rồi nhá, thì đấy là các bước làm bài của chúng ta ở dạng môn này. Vậy thì các cái lưu ý hoặc là có thể hiểu là cái mẹo ấy, những cái mẹo nho nhỏ khi mà chúng ta làm bài thì chúng ta sẽ có những cái mẹo như thế nào. Và cái lưu ý đầu tiên khi nhắc đến mẹo cho mọi người đấy là gì ạ? Là chúng ta chỉ sử dụng mẹo trong cái trường hợp mà chúng ta không biết nó thôi, đúng không? Tức là chúng ta không hiểu hết chẳng hạn thì chúng ta mới dùng, còn đã biết ý nghĩa của nó rồi chúng ta dùng mẹo làm gì đâu. Đọc luôn cho nhanh, đúng không nào? Rồi, vậy thì đầu tiên, trường hợp mà 3 trong 4 đáp án có cách dùng tương tự nhau ấy, và chỉ có một đáp án có cách dùng khác, thì chúng ta sẽ ưu tiên chọn cái đáp án mà nó một mình một phe này mọi người, đúng không? Ba cái kia đã tương tự rồi thì không có lý do gì mà một trong ba thằng đấy là đúng cả. Cái thằng còn lại nó bơ bơ một mình ấy, thì nó sẽ có khả năng là đáp án đúng. Tương tự trong phần nghe hiểu của cái môn đai số N3 là môn đai số mấy nhá, môn đai số 5 và môn đai số 4 của N2 N1 ấy, nó cũng sẽ có cái mẹo tương tự như này. Đến hôm đấy thì mình sẽ chia sẻ với mọi người nhá. Rồi, tiếp theo, cái số 2 đấy là khi mà các bạn đọc cái câu đấy lên, đọc cái đáp án đấy lên, mà ngay lập tức các bạn nghĩ đến một cái từ nào đấy nó rất là phù hợp với nó, rất là hay dùng trong cái trường hợp đấy, thì khả năng là cái đáp án đấy nó sai rất là cao. Được chưa? Đấy là khi mà chúng ta không quá rõ thì chúng ta có thể sử dụng cái biện pháp này nha mọi người nhá. Rồi, và cuối cùng, số 3, nếu mà không nhớ rõ nghĩa của cái từ vựng mà người ta đưa ra cho mình ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể dựa vào cái gì đấy? Hán Việt, được chưa? Hán Việt của chữ Hán này, hoặc là ý nghĩa của từng cái chữ Hán trong cái từ vựng đấy để đoán ý nghĩa của nó. Được chưa? Để đoán cái ý nghĩa của nó. Rồi, đấy. Thì đấy là một số những cái mẹo nhỏ khi mà chúng ta làm bài. Vậy thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau thực hành được không ạ? Rồi, câu đầu tiên. Đó, mọi người hãy thực hành các bước làm vừa nãy và các cái mẹo nhỏ nhỏ làm vừa nãy để xem chúng ta có rút ngắn được bớt cái thời gian khi làm một câu này không nhá. Rồi, đây là tài liệu sử dụng ở trong cuốn Gungun Jotatsu, cuốn luyện đề N3 của Dũng Modi. Rồi, không biết là có bạn nào đang sử dụng cuốn này không? Hay. Từ vựng được đưa ra ở đây là kitsui, không có chữ Hán luôn. Nếu có chữ Hán thì có thể là chúng ta sẽ còn đoán đúng không? Còn nếu không có chữ Hán, chỉ có cách là biết ý nghĩa của từ. Không biết là chỉ có thể đoán mò thôi đấy mọi người. Rồi, đã có bạn đầu tiên chọn đáp án á, Hà Nông đúng không? Đáp án số 3. Mọi người cố gắng comment ý nghĩa của từ vựng này, rồi dịch cái câu đáp án đúng đấy ra nhá. Dịch cái câu đáp án đúng đấy ra. Hoặc nếu mọi người có thể làm tốt hơn nữa thì sẽ ghi ra những cái từ vựng có thể thay thế ở những đáp án sai được thì càng tuyệt vời hơn nhá. Dĩ nhiên là đi thi chúng ta không cần làm cái bước đấy, chỉ khi luyện đề chúng ta cần làm cái bước đấy thôi. Được chưa ạ? Hay. Rồi, Linh Sâm chọn 3, Viết Tân chọn 3, rồi Lường Lả chọn 3, Thủy Lê chọn 4 à. À, có một mình bạn Thủy đang đi theo một con đường cách mạng riêng nhá. Để xem nào. Bảo Long 3 là chật trội đúng không? Tiến Mạnh 3 là chật. À, Candy Trần 3 chật hẹp đúng không? Ừ. Đặng Châu 3 này, Dương Thùy 3 này. Rồi, 3 là gì đấy? Ok, 3 đúng không mọi người? Mọi người có mất quá nhiều thời gian để làm cái câu này không? Rồi, bạn Candy Trần có dịch đáp án mà bạn ấy chọn là đáp án số 3 như sau: bởi vì mập nên cái quần đã bị chật một chút. À, vì béo nên quần hơi chật một tí. Và có thêm bạn Hoàn chọn đáp án số 2. Rồi, ok. Vậy thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau làm thử câu này, áp dụng các bước vừa rồi chúng ta có chia sẻ với nhau đúng không? Đầu tiên, bước đầu tiên tiên quyết là chúng ta sẽ phải nhìn xem là cái từ vựng người ta đưa ra ở đây có nghĩa là gì ạ?
biết nghĩa không đã, đúng không? Biết thì chúng ta mới làm tiếp bước tiếp theo được. Kịt dưới, kịt dưới là chật, chật, đúng không? Ừ, chật hẹp đấy. Rồi, vậy thì biết nghĩa rồi thì chúng ta sẽ làm sao? Sẽ đọc những cái cụm từ. Đây, những cái cụm từ. Được chưa? Đi kèm với cái từ vựng người ta được đưa ra. Chúng ta cùng nhìn câu số 1 này. Osara wa kitsui, kitsu sugite. Cái đĩa nó chật. Có ai nói cái đĩa nó chật không? Đĩa nó phải làm sao nhỉ? Đĩa nó bé, đĩa nó to, đĩa nó mỏng, đĩa nó dài. Đúng không? Đó, nên là ngay ở đây chúng ta đã có thể loại bỏ nó đi được rồi. Tiếp, kitsui inu. Con chó chật là con chó gì mọi người? Có con chó chật không? Không đúng không? Có thể là chi chai inu. Con chó nó nhỏ chẳng hạn. Chứ không ai nói con chó chật cả. Đó. Số 3 là sao? Zubon ga kitsui, kitsuku narimashita. Cái quần đúng không? Cái quần nó trở nên chật. Hợp lý không ạ? Ồ, ok. Đấy, xem tiếp đáp án cuối cùng. Kokoro ga kitsui. Trái tim, tim ở đây là nó nói về tâm hồn đấy nhá. Chật hẹp. Thì người ta không nói vậy đúng không? Rồi, được chưa ạ? Vậy thì chỉ còn đáp án số 3 thôi. Ba đáp án còn lại sai rất là rõ ràng rồi. Còn mỗi đáp án số 3. Vậy thì khi này chúng ta sẽ cần phải đọc kỹ cả câu lên, đọc cả câu lên để xác nhận lại một lần nữa chính xác xem nó đã đúng chưa nha mọi người nhá. Đó. Sutottara chotto zubon ga kitsuku narimashita. Tức là sutotta kara đúng không? Vì tôi béo lên nên là cái quần nó đã trở nên hơi chật một chút, hơi kích một chút đấy, tiếng Việt của mình đó. Đúng không ạ? Ok không? Rồi, đó, vậy thì câu này của chúng ta đã bán số 3. Ok chưa? Chúc mừng các bạn đã làm đúng câu này nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu số 2 luôn này. Câu số 2 vẫn là level N3 thôi nhá mọi người nhá. Các bạn hãy nhìn, chọn đáp án câu này, xác định ý nghĩa của từ vựng người ta đang đưa ra. Sau đấy thì chọn đáp án phù hợp. Hãy nhìn vào những cụm từ đúng không? Đấy, chúng ta cứ nhìn cụm từ trước. Nếu mà nhìn cụm từ không ra ấy, thì chúng ta bắt đầu mới nhìn thêm nội dung khác. Đúng không? Đấy, đây, chủ ngữ của nó đây, chúng ta phải nhìn chủ ngữ. Phải nhìn chủ ngữ. Đó, đây tiếp này. Rồi đây tiếp này. Nhìn lướt một cái. Lướt qua một cái trước đã, xem là cái nào nó phù hợp đã. Đúng không nào? À, Hà Nông chọn 4 này, Bòn Bòn 4 này, Bích Ngọc 4 này, Thủy Lê cũng 4, rất là nhiều bạn chọn đáp án số 4, Sube cũng 4 đúng không nào? Đã cố gắng nhưng vẫn trượt bài test, ok. Đức Sàng 4, Dương Thì 4 không đỗ bài kiểm tra đúng không? Ừ, Candy 4 này, Đặng Châu 4, hầu hết là các bạn đều chọn được đáp án số 4 đúng không? Mạnh Sàng 4 này dù đã cố gắng nhưng đã trượt test gì đó, đúng không? Lương Sàng cũng 4 ạ. Ok, chúng ta cùng nhau nhìn câu này. Đầu tiên, sugokaku, đúng không? Sugokaku là trượt, là rớt, là không đỗ. Cái này rất là quen thuộc của chúng ta rồi, đúng không? Gokaku là đỗ, còn sugokaku thì là trượt, là không đỗ. Đấy, thì trước tiên đối với cái từ sugokaku này, các bạn hãy nhớ cái cách dùng của nó. Nó sẽ phải là sugokaku da hoặc là sugokaku ni naru, chứ không dùng với suru. Nhá, nếu mà khi đi thi có đề liên quan đến từ sugokaku mà thầy nó đi với suru shinai thì chúng ta sẽ loại bỏ những đáp án có đuôi suru shinai luôn. Đấy là cái đầu tiên về cách dùng của sugokaku đã, đúng không nào? Rồi, vậy thì chúng ta nhìn vào những cái cụm từ của từng câu ở đây. Katachi ga sugokaku nano de. Cái gì? Cái hình dạng nó không đỗ. Hình dạng không đỗ. Và thấy chủ ngữ là gì ạ? Là cái konsento, cái ổ cắm đúng không? Cái ổ cắm của Nhật thì cái hình dạng nó không đỗ. Nó trượt thì nó có phù hợp không? Không, đúng không? Đấy. Tiếp theo ở đây là chủ ngữ là cái váy, skato, cái váy thì không đỗ với tôi hay là trượt với tôi, đúng không? Nó phải là gì ạ? À, không phù hợp với tôi thì nó mới đúng. Đúng nào? Cái trường hợp này rất là quen thuộc rồi. Nên là chúng ta có thể gạch bỏ câu này luôn, đúng không? Câu số 3 là sao ạ? Watashi wa kare ni fugokaku dakara. Tôi thì không đỗ với anh ấy. Nhìn luôn về sau, liên quan đến kikkon là kết hôn, nên không cưới đâu, đúng không? Thì nó có phù hợp không ạ? Chỉ là người ta phải là bảo là gì ạ? Tôi không hợp với anh ấy, tôi với anh ấy không hợp nhau. Nên là không kết hôn các thứ chẳng hạn, đúng không? Không đến với nhau chẳng hạn. Đó. Và cuối cùng là chúng ta thấy cái cụm rất là quen thuộc, nhìn thấy trượt đỗ một cái chúng ta thấy cái bài test hay là kỳ thi là chúng ta dễ dàng chọn luôn, đúng không mọi người? Testo wa fugokaku deshita. Đó. Mặc dù là đã rất là cố gắng rồi thế nhưng mà bài test vẫn không đạt. Mình có thể dịch là không đạt. Kỳ thi thì mình có thể dịch là trượt hoặc đỗ, còn bài test mình có thể dịch là không đạt. Mọi người nhá, không đạt. Rồi, ok chưa? Đáp án của chúng ta là yon ban. Tiếp theo chúng ta đến với câu số 3. Làm nhanh câu này nào. Câu số 3 chúng ta sẽ có từ vựng là và có đáp án là. Có bạn Bon Bon đã chọn đáp án nhanh nhất, nó đáp án số 4 ạ. Giang Còi chọn 4. Ok, Phượng Sàng chọn 4.
Rồi, Ngọc Như cảm động đúng không? Rồi, cảm động. Bảo Long 4, cảm động. Đặng Châu 4, không có bạn nào có đáp án khác đúng không mọi người? Linh Sâm 4 này. Song Hỷ 4 này. Mọi người thấy môn này này có khó quá không? Hay là có dễ không? À, Lan Sàng 4, Lường Sàng 4. Sau khi xem xong bộ phim Tình Bạn Giữa Người Và Chó thì tôi đã xúc động đúng không? Ừ. À, bạn Candy cũng đã có dịch đây rồi. Ok. Mọi người đang rất là tích cực dịch ý nghĩa của đáp án số 4 ra. Ngày mai cũng 4 này. Ok, Hà Ú 4. Yong Bang Des. Rồi, chúc mừng tất cả các bạn đã chọn đáp án đúng nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có từ Kando. Ở đây, Kando đã đúng không? Đang nghĩ là trên bảng nó định dùng tay xóa xóa. Nhưng không được. Kando là cảm động đúng không mọi người? Cảm động. Vậy chúng ta xem này. Chia tay với người yêu, cảm động. Có ai chia tay người yêu cảm động không mọi người? Không đúng không? Rồi chia tay người yêu chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải đau khổ, chúng ta phải buồn bã thế nào đấy. Hoặc là vui gì đấy đúng không? Chứ không ai cảm động cả. Đó. Rồi tiếp theo. Xảy ra, tức là cái tai nạn nó xảy ra và cảm động. Có ai nói vậy không? Không đúng không? Tai nạn xảy ra thì mình có thể là mình sợ hãi hoặc là mình lo lắng thế nào đó. Rồi. Số 3 là bị bệnh và cảm động. Có đúng không? Dĩ nhiên là không đúng rồi. Và cuối cùng là xem bộ phim và cảm động. Rõ ràng luôn đúng không? Thấy luôn rõ ràng đáp án. Đấy là đáp án số 4. Vậy thì chúng ta sẽ check lại một lần nữa xem câu số 4 này ý nghĩa từ đầu đến cuối nó có xuyên suốt, nó có hợp lý hay không. 犬と人間が友達になる映画を見て感動した。Được chưa? Tức là tôi xem cái bộ phim về gì đấy? Về việc một chú chó với con người đúng không? Trở thành bạn của nhau. Và tôi đã cảm động trước cái tình bạn đó. Tiếp nhá, câu số 4 này. Câu số 4 chúng ta sẽ có gì đây? Từ này rất là quen thuộc và cũng rất là đặc trưng. Nhá. Ngoài ý nghĩa ra thì chúng ta cần phải nhớ được cái gì đấy, cái đặc trưng sử dụng, cái cách sử dụng, cái sắc thái sử dụng của cái từ vựng đấy. Thì chúng ta sẽ tìm đáp án nó rất là nhanh. Rồi. Và trong quá trình mà chúng ta luyện đề, chữa đề với nhau như thế này thì mọi người hãy cố gắng không ngừng trau dồi, ôn tập thêm những cái từ vựng, những cái chữ hán, những cái ngữ pháp mà chúng ta gặp trong những cái bài luyện đề. Đó. Chỉ có như vậy thì mới giúp các bạn có thể càng ngày càng tăng cái số điểm trong bài test của chúng ta lên. Được chưa ạ? Ngọc Như 3 này. 3 đúng không? Để xem nào. Ok. Kim Anh 3, Phi Yến 3, Sâm, Linh Sâm 3, Đức Sàng 3, Song Hỷ 3, Đặng Châu 3, Bảo Long 3. Bị hỏng, nói về máy móc và phương tiện. Đó, ok. Tất cả đều 3 hết. Quỳnh Như 3 chưa thấy đáp án nào khác luôn. Từ nãy giờ có vẻ như là toàn chọn đúng hết hay sao ấy. Thế này thì mang tên hết à mọi người? Vì ô tô hỏng nên đến công ty bằng tàu điện đúng không? Vi Đào 3 này, Thủy Sàng cũng 3. Ok. Rồi. Không ai chọn đáp án khác thì làm sao mà còn đáp án khác được nữa đúng không mọi người? Đó. Như thường lệ chúng ta sẽ nhìn từ vựng này trước. Từ này đọc là khosho. Nghĩa là hỏng hóc. Nhưng mà hỏng hóc thì nó sẽ sử dụng cho trường hợp nói về máy móc thiết bị thôi nha mọi người nhá. Máy móc thiết bị thôi. Đấy. Thì chúng ta nhìn cái nào có máy móc, cái nào có thiết bị thì chúng ta chọn đúng không? Ở đây cái shoki ga kosho shite shimatta. Shoki là những cái đồ dùng ăn uống như bát, đĩa này, xong nồi này. Đấy, nói chung đúng không? Nói chung về những cái dụng cụ đồ dùng ăn uống. Đó. Nếu mà nói về đồ dùng ăn uống thì thường là nói về cái việc gì nhỉ? Nó bị vỡ chẳng hạn chứ đúng không? Warete shimatta chẳng hạn. Đấy. Còn số 2 thì sao? Về mối quan hệ nó hỏng. Nó không dùng cái này dùng cho máy móc cơ mà. Đúng không? Thì chúng ta có thể sử dụng cái động từ kowarete ở đây nhá. Kowarete được ấy. Kowarete được. Bị vỡ, tan vỡ ấy. Cả nghĩa đen cả nghĩa bóng. Tương tự số 3. Thấy cái ô tô chưa mọi người? Thấy thiết bị, thấy máy móc chưa? Đấy, nó đấy. Đó. Thì đến đây chúng ta có thể đọc luôn hết cả câu xem nó đã đúng chưa nhá. 車が故障したので電車で会社に行くことにした. Vì là cái ô tô nó bị hỏng, thế nên là tôi đã quyết định đúng không, đi đến công ty bằng tàu điện, đúng chưa? Đi đến công ty bằng tàu điện. Rồi câu số 4 này. Câu số 4 là cái căn nhà bị hỏng thì có dùng cái từ 故障 không? Nó có phải máy móc không? Không đúng không? Đấy, không dùng máy móc thì nó cũng sẽ không phù hợp. Ở đây chúng ta sẽ gạch nó sai luôn nhá, sai luôn. Đúng rồi, nó mang nghĩa là hỏng nhá, mang nghĩa là hỏng. Ok chưa? Tiếp theo, câu số 5. Câu số 5 nào. Từ này rất là dễ nhầm mọi người ạ. Rất là dễ nhầm. Hãy áp dụng các bước làm cũng như là các mẹo, các lưu ý mà vừa nãy sensei có chia sẻ với mọi người. Đúng không? Ba cái đấy là gì? Khi mà ba đáp án nó có nghĩa kiểu cách dùng khá là giống nhau thì cái thằng còn lại là cái thằng có đáp án khác ấy, nó sẽ là đáp án đúng. Đấy. Thứ hai là
Nếu chúng ta không nhớ từ vựng đó, chúng ta sẽ dựa vào cái chữ Hán, ý nghĩa của từng chữ Hán dựa vào Hán Việt đấy, và nghĩa của nó. Được chưa? Hoặc là khi mà mình đọc một câu nào đó lên, chúng ta thấy cái câu đấy phù hợp với một cái từ vựng nào đó mà mình nghĩ ra một từ khác nó phù hợp với nó, thì thường là câu đấy nó sẽ không đúng đâu mọi người. Nào, đây đúng không? Những cái cụm đây này, chúng ta chỉ cần nhìn những cái cụm này thôi, đúng không? Đấy, mỗi câu số 3 nó hơi ngắn một chút, thì gần như là cái cụm đấy nó cũng hết cả bài, cả câu luôn rồi, đúng không? Chúng ta cũng nhìn nhanh thôi nhá. Nhìn nhanh là cũng sẽ ra luôn thôi, đều là những cái từ vựng rất là quen thuộc. Hay, rồi, thám sàng trì hoãn này. Long sàng chọn đáp án số 1, Hàn Ông buổi hòa nhạc bị hoãn. Lương sàng chọn 4 đúng không? Hàn Ông 1, Hạnh 1, buổi hòa nhạc bị hoãn. Bạn Candy đã dịch hết cả câu số 1, dịch câu số 1 rồi đúng không? Các câu khác thì nói về thời gian trì hoãn nên chọn 1 ạ, đúng rồi. 2, trận đấu kéo dài 1 tiếng. Trận đấu kéo dài 1 tiếng hả? Vì ca sĩ ốm nên hòa nhạc trì hoãn. Ok, rồi. Đáp án của chúng ta chính xác là đáp án số 1 mọi người nhá. Mọi người có nhớ cái cách mà sẽ có bày cho mọi người không ạ? 3 đáp án còn lại nó đều có cái gì đấy? Thời gian, đúng không? Thời gian. Còn mỗi cái thằng này nó làm sao? Không có. Đúng chưa? Trận đấu làm sao? Kéo dài 1 tiếng, tức là kéo dài thêm 1 tiếng ấy, thường người ta sẽ sử dụng cái từ gì nhỉ? Từ gì nhỉ? Encho đúng không? Vẫn là cái chữ này. Nhưng đằng sau nó là cái chữ trường, encho, kéo dài thêm thời gian. Vốn dĩ là trận đấu chỉ có 2 tiếng thôi, nhưng vì là không phân được thắng thua giữa hai đội nên người ta phải đá thêm hiệp phụ ấy mọi người, dùng từ encho rồi. Được chưa? Đấy. Còn tàu điện muộn 1 tiếng, chậm trễ 1 tiếng, người ta thường sử dụng cái từ chien nhé mọi người nhá. Chien đúng không? Chậm trễ đúng không? Đó. Rồi. Còn tiếp theo là gì đấy? Thành tích kém nên là làm sao? Thành tích kém thì thường chúng ta bị gì mọi người? Có phải bị hoãn 1 năm không mà bị bảo lưu đúng không mọi người? Điều nên á. Điều nên bảo lưu 1 năm, kiểu như thế, đúng chưa? Còn cái trường hợp này là trường hợp gì ạ? Vì là ca sĩ bị ốm, bị bệnh, thế nên là cái buổi concerto, cái buổi hòa nhạc ấy, nó sẽ bị hoãn lại. Hoãn lại ở đây ý là vốn dĩ định tổ chức vào ngày mùng 7 tháng 11, nhưng ca sĩ ốm nên người ta phải rời đến một ngày khác, có thể là ngày mùng 9 tháng 11 hoặc một ngày nào đấy mà người ta chưa nói rõ. Đúng chưa? Rời ngày đi luôn. Còn cái việc mà vẫn trong ngày hôm đấy, vốn dĩ là 2 tiếng nhưng mà kéo dài thêm thành 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng gì đó ấy, thì nó là kéo dài, thì người ta sẽ phải sử dụng cái từ encho. Được chưa? Encho. Đấy, ok. Rồi. Tiếp theo. Nâng level lên một chút xíu. Nhưng không hề khó mọi người, không hề khó. Đây, chúng ta vẫn xác định những cái cụm đúng không? Những cái cụm mà chúng ta phải đọc. Xác định trước ý nghĩa của từ vựng này, sau đó thì đọc 4 cái cụm kia thôi, đọc trước nào. Rồi, từ này sẽ đọc là gì và có ý nghĩa là gì đây? Kim Anh chọn 4. Rồi, có bạn đầu tiên rồi. Hà Nông 4. Vi Đào 4 này. Phi Yến 4 này. Phương Anh 4, chậm chạp. Đặng Châu 4, Vi Đào. Chậm chạp, cùi à? Rồi, có thêm chữ cùi. Kim Anh là Han No Gan, nhì vệ. Phản ứng, chậm chạp, đúng không? Ok, rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn câu này nhé. Đáp án chính xác của chúng ta chắc chắn là đáp án số 4 rồi, đúng không? Từ này đọc là nhì vệ. Như vậy, chậm chạp. Thực ra cái nghĩa gốc của nó có một nghĩa là cùn nữa. Thường nói về kiểu dao cùn ấy, nhưng mà trong tiếng Nhật trong tức là trong khai hoa, trong hội thoại hàng ngày, người ta không dùng cái từ như bươi này trong nghĩa là cùn mấy, mà người ta lại sử dụng cho cái ý nghĩa về việc là chậm chạp lề mề. Đúng không? Chậm chạp lề mề. Đó. Vậy thì chúng ta nhìn đầu tiên là jugyo wa nibui. Cái giờ học lề mề chậm chạp. Thì không nói nhá. Cái giờ học nó như thế nào mà lúc nào tôi cũng buồn ngủ ạ? Nó tsumaranai chẳng hạn, đúng không? Tsumaranai nó rất là chán, chán ngắt luôn. Nên là nó rất là buồn ngủ, chẳng hạn như thế, đúng không? Số 2 là cái vị nó chậm chạp, nó lề mề nói mọi người. Chắc chắn là không, đúng không? Rồi, cái cách sử dụng nó chậm chạp, nó lề mề nói mọi người. Cũng không luôn, rất là dễ mà, đúng không? Đấy, còn cái hành động của cơ thể nó chậm chạp, nó lề mề thì có chính xác không? Đó, rồi, vậy thì đến đây chúng ta đọc cả câu đó lên để xác định xem nó có đúng không, đúng không? Toshi o toruto atama no tenkai mo 体の動きも鈍くなるので、車の運転はしない方がいい。Khi mà chúng ta có tuổi ấy, lớn tuổi một chút đúng không? Thì cả cái phản ứng trong đầu
và cái hành động của cơ thể nó đều sẽ chậm chạp, nó sẽ đều trở nên chậm chạp. Thế nên là người ta khuyên là không nên lái xe thì hơn, đúng không? Đó rồi. À, bữa trước bị nhầm từ này rồi nên giờ nhớ đúng không? Đó, ok rồi. Nên là sai không sao, trong lúc luyện đề mọi người sai không sao hết nhá, chỉ cần là sai và chúng ta ôn lại nó và nhớ để lần sau gặp lại nó là mình nhớ nó luôn, không bị sai nó nữa, thì đấy mới là cái mục đích của luyện đề của mình, chứ không phải là luyện đề sai là mình cảm thấy nản hay thế nào đó đâu, được chưa? Ok, hai câu tiếp theo nào. Đây là một từ vựng, đừng nhìn nhầm sang ngữ pháp nha mọi người nha, đây chỉ là một từ vựng bình thường mà thôi, đây không phải là ngữ pháp. Đây đúng không? Cứ đọc về sau này. Chúng ta cứ đọc cái cụm có chứa cái từ đấy trước đã. Sau đó nếu đọc nó rồi vẫn không hiểu, vẫn chưa xác định được, thì chúng ta sẽ đọc thêm, mở rộng ra, có thể đọc cả câu nhá mọi người nhá. Chúng ta sẽ ưu tiên đọc cái cụm đó trước. Rồi, có bạn Hoàng Thanh chọn đáp án số 1, Candy chọn 1, Trung Sàng Trung Tín chọn 1. Có ai chọn đáp án khác nữa không nào? Vi Đào chọn 1, Kim Anh chọn 1. Sao các bạn đồng lòng thế? Không ai chọn đáp án khác à? Bảo Long chọn 1, dần dần đúng không? Ừ, dần dần. Dần dần được không nào? Đấy, chúng ta cùng nhau nhìn nhá. Chi đai nhỉ? Được chưa? Chi đai nhỉ? Dần dần. Dần dần, dần dần như thế nào? Ờ. Ồ, cái này có dịch nghĩa này. Đầu tiên, chi đai nhỉ? Me ga narete mieru you ni natte kita. Dần dần mắt nó quen và đã có thể nhìn thấy được. Hợp lý không? Hợp lý, đọc luôn với vé đằng trước xem nó có hợp lý cả câu không nhá. Sai chỗ à, cứ đọc tệ nani mo minakatta ga. Ban đầu thì nó tối nên là chẳng nhìn thấy gì cả, thế nhưng mà dần dần thì mắt mình nó quen và mình có thể nhìn thấy được, hợp lý chưa? Đó, mình có thể là khoanh luôn ở đây hoặc là mình vẫn sẽ tiếp tục đi tiếp xuống những câu dưới để cho nó chắc chắn nhé mọi người nhá. Còn nếu mà ở đây mình dịch rõ được như vậy rồi thì thường là mình có thể khoanh đáp án luôn mọi người, đỡ tốn thời gian. Đó, nhìn nhanh xuống dưới này. Ie de shidai ni yasumo to mo, tôi định là sẽ nghỉ ngơi ở nhà một cách dần dần. Nghỉ ngơi ở nhà như nào? Một cách yukuri, một cách thong thả chẳng hạn chứ đúng không? Một cách thong thả. Ờ, rồi. Tiếp theo, kita hito kara shidai ni narande kudasai. Đó, hãy sắp xếp, ý là hãy xếp hàng đấy. Từ những người đến gì đấy? Đến sen chaku jun, đến trước đúng không? Sắp xếp theo gì? Có phải sắp xếp dần dần không? Mà sắp xếp theo thứ tự, theo cái junban chẳng hạn. Được chưa nào? Theo cái junban. Đó. Còn số 4 sao? Tōjitsu ni natte shidai ni yūjin kara korarenai to denraku ga atta. Đến ngày hôm đó thì dần dần nhận được liên lạc từ người bạn là nó không đến. Có ai bảo là dần dần nhận được liên lạc từ người bạn không? Mà phải là đột nhiên nhận được điện thoại từ đứa bạn gọi tới bảo là nó không đến được nữa. Mặc dù là đã gì đấy, đã hẹn trước hẳn một tháng rồi, đúng không? Hẹn trước hẳn một tháng rồi. Ok. Ừ. Ngoài ra ở đây có bạn Phương Anh có comment là nếu là ngữ pháp thì sẽ dịch là tùy thuộc. Về ngữ pháp thì mẫu câu shidai nhí này nó có 3 nghĩa nha mọi người nhá. 3 nghĩa, đúng không? 3 nghĩa nếu đi với masu cộng với shidai đúng không? Nó sẽ dịch là ngay sau khi. Đúng chưa? Ngay sau khi. Ngay sau khi về masu thì đằng sau sẽ là ngay lập tức làm một cái gì đấy. Ngay lập tức làm một hành động có chủ đích nhá. Tiếp theo, cái nghĩa thứ hai đấy là gì đấy? Danh từ cộng với shidai. Shidai thôi nhá, không có nhí nhá mọi người nhá. Ngữ pháp không có nhí, chỉ có shidai thôi. Danh từ cộng shidai thì nó sẽ dịch là tùy thuộc vào. Giống với niyotte mọi người. Giống với niyotte. Đó. Và cái thứ ba nó kết hợp với thể thường. Thể thường. Thường ký hiệu nó là pi. Kết hợp với thể thường tức là kết hợp được với danh từ động từ tính từ chia về thể thường, kiểu thế. Thì nó sẽ mang nghĩa là thế nên là, tức đặt ở cuối câu nhé. Đặt ở cuối câu. Ừ. Rồi, ba nghĩa rất là chính xác. Cảm ơn Kim Anh. Ừ, thả tim cái nào. Rồi. Hãy tiếp theo câu số 8. Câu số 8 của chúng ta, nhìn chữ Hán chúng ta cũng đoán được ý nghĩa. Đúng mọi người? Nhìn chữ Hán, nhìn Hán Việt chúng ta cũng đoán được nghĩa của từ này. Mọi người đoán không nào? Đây, các cái cụm của chúng ta đây. Đây đúng không? Đây. Rồi. Cái này thì nó đang nằm ở đầu thế này thì chắc là sẽ phải đọc một chút ở đằng trước thì nó mới phù hợp, nó mới ra được. Ừ. Kim Anh chọn 2. Ừ, rất nhanh. Rất nhanh, rất dứt khoát. Trung Tín chọn 1 nào. Mỗi người một đường rồi. À, xóa mất rồi. Bạn Tín chọn đáp án số 4, vẫn là mỗi người một đường đúng không? Bảo Quỳnh chọn 2 ạ.
Mỗi người một đường rồi. Bi đào 2, Hà Nông 2, giản lược, lược bỏ Phương Anh 2, Mỹ Duyên 2, Lương Giang 2, ok. Được chưa? Có ai chọn đáp án khác nữa không? Không có thì không có thì đáp án số 2 đó. Số 2 nha mọi người nhá. Động từ này đọc là diakusu. Diakusu. Chữ này là chữ lược trong cái từ giản lược ấy. Shōryaku ấy mọi người. Chữ tỉnh với chữ lược ghép lại với nhau chúng ta có từ là shōryaku, là tỉnh lược hay còn gọi là lược bỏ, cắt bớt đi. Thì bản thân cái chữ lược này nó có một cách sử dụng là diakusu, vẫn dùng âm ôn để ghép nhé, thêm chữ sự đằng sau thành một từ vựng diakusu. Nó vẫn là lược bỏ thôi. Vẫn là lược bỏ, vẫn là giản lược thôi. Đúng không? Rồi, chính xác. Hai, lược bỏ tiền. Lược bỏ tiền, nghe nó hên hên đúng không? Nếu mà chúng ta đọc thêm đằng trước, để đi du học. Có ai lược bỏ tiền đi du học không? Chứ người ta phải làm gì nhỉ? Tiết kiệm tiền chẳng hạn đúng không? Tameru, chōken suru, tất cả. Đấy. Rồi, nên là cái này chắc chắn không đúng rồi đúng không? Số 2. Lược bỏ cái từ smartphone. Hợp lý không? Một cái từ dài người ta lược bỏ đi và được một cái từ ngắn. Đó. Smartphone wa smartphone wo ryaku shita kotoba desu. Cái từ smartphone là cái từ vựng đã được lược bỏ từ cái từ smartphone. Đó, chính xác chưa? Rồi, số 3 nhá. Jikan wo ryaku shimashita. Tôi đã lược bỏ mất thời gian. Người ta rút ngắn thời gian chứ ai lược bỏ thời gian đâu mọi người, đúng không? Đấy, rút ngắn thời gian, tanshuku shita chẳng hạn. Nhá. Hay là mijikaku shita cũng được, đơn giản nhất. Và cuối cùng câu này, ryaku to 10 kurai de tsuku. Nếu mà lược bỏ đi thì sẽ khoảng 10 phút là đến nơi. Thì mình xem vế đằng trước xem nó nói cái gì. Tại vì đọc mỗi cái vế đằng sau này thì mình đang chưa hiểu lắm đúng không? Ở đây là gì? Đi bộ từ nhà đến ga thì mất khoảng 15 phút. Nhưng mà nếu mà lược bỏ cái gì cơ? Đúng không? Đấy, nên đây không chính xác. Nếu mà có thể là đi taxi, đi tàu, đúng không? Hoặc là đi đường tắt thì có thể là chỉ mất 10 phút thôi thì nó mới chính xác. Chứ không thể nào tự nhiên lược bỏ đây được. Cắt đường đi à? Đúng không? Không cắt được đường đúng không? Rồi, ok. Hai. Tiếp theo chúng ta có câu số 9. Mabushi. Từ này vốn dĩ là có chữ Hán nhé mọi người. Nhưng đi thi người ta để mabushi thôi. Đó, đôi khi nhìn không thấy chữ Hán lại còn thấy hoang mang hơn. Nhìn thấy chữ Hán còn cảm thấy hạnh phúc hơn đúng không? Mabushi là gì? Chúng ta có cụm này này, cụm này này, cụm này này và cụm này. Đấy, ba cụm rất là ngắn thôi. Nhìn câu thì dài nhưng mà thực chất ra chúng ta có phải đọc hết đâu đúng không? Không cần phải đọc hết. Rất là ngắn gọn. Rồi, Trung Tín chọn 1 này, Hà Đông 1, Bảo Quỳnh 1, Vi Đào 1, Kim Anh 1, chói đúng không? Chói. Linh Sàng 1, ok. Rồi, mà bư chị chói. Chói bằng một cái ánh sáng nào đấy. Tìm ánh sáng là ra thôi đúng không mọi người? Tìm ánh sáng là ra thôi, nhìn phát câu đầu tiên luôn. Hikari ga mabushii kara. Taiyō no hikari ga mabushii kara. Vì là ánh sáng mặt trời nó chói. Nên là itsumo sunglasu o kakete iru. Lúc nào tôi cũng đeo kính râm. Còn phải đọc câu tiếp theo nữa không mọi người? Có phải đọc ba câu tiếp theo nữa không? Đi thi thì không nhé, mà quá rõ ràng rồi bỏ nó luôn đi. Đi sang câu khác cho nó nhanh, đúng chưa? Còn luyện đề thì mình cứ đọc thôi, nhá, luyện đề mình cứ đọc. Tính cách chói có ai nói không? Tính cách người ta dùng cái từ akarui. Akarui, tính cách sáng sủa ấy, cởi mở ấy. Rồi, còn cái chữ chói. Chữ làm sao? Chữ nó to, chữ nó nhỏ gì đấy chẳng hạn. Tùy vào cái nội dung đằng sau. Ở đây là không nhìn thấy rõ chắc là chữ nhỏ rồi. Chữ nó mờ chẳng hạn. Đúng không? Và cái căn nhà nó chói, căn nhà nào chói? Đó, rồi, ok. Tiếp theo là câu số 10. Câu số 10. Chúng ta sẽ có gì ạ? Từ này rất là đặc trưng nhá mọi người nhá. Rất là đặc trưng. Tức là cách dùng của nó không có nhiều. Có một cách dùng thôi. Nhớ được từ vựng một cái, nhớ được nghĩa cái, chọn luôn. Siêu dễ. Rồi, đây đúng không? Cụm này đúng không? Đây. Đây. Và đây. Kim Anh 4, nhìn phát ra, nhìn phát ra luôn, đóng thuế à, Mỹ Duyên 4, Dương Thủy 4, Hà Nông 4, Jeikin o chanto osameru no wa kokumin no gimu da. Dương Thủy nộp này, Kim Anh osameru, 4 nộp tiền này, Phương Thúy 4 này, Bích Sằng 4 này. Rồi, hai chính xác đáp án số 4 đấy mọi người nhá. Osameru được chưa? Osameru. Dịch là nộp hay là nạp. Chữ Hán tên là tên của chữ Hán, Hán viết của nó là nạp. Còn tiếng Việt mình dịch là nộp,
nộp tiền, nộp thuế dùng rất là nhiều, rất là cơ bản. Mọi người nhớ luôn cái cụm là dê ki ngô osameru, là nó không chạy đâu được cả, đúng không? Dê ki ngô osameru, cái việc nộp thuế nó là nghĩa vụ của người dân, nghĩa vụ của nhân dân, đúng chưa? À, chính xác chữ nạp đó. Còn đây gì, cái cửa hàng này thì có thể nạp gì đấy, bằng hay là nộp bằng cái credit card, thẻ tín dụng, đúng không? Hoặc là cái denshi money, cái tiền điện tử qua app ấy. Rồi thì ở cửa hàng thì thường chúng ta làm gì? Thanh toán tiền, đúng không? Thanh toán tiền là shiharau là thanh toán chẳng hạn, chứ không dùng osame được nhá. Còn gì đấy, nộp bài tập có dùng osame được không? Dịch tiếng Việt thì đúng rồi đấy, nhưng mà tiếng Nhật có dùng cái này không ạ? Không, đúng không? Nộp bài tập chúng ta dùng cái từ gì? Đơn giản thôi, dasu. Tê chi tsu suru cũng là nộp. Đó, đúng không? Hoặc là nếu mà đọc cả câu lên thì có thể là ở đây có thể sử dụng cái từ khác được. Nói chung là nó sẽ không nộp được bài tập. Được chưa? Tiếp theo, nộp bệnh. Có ai nộp bệnh không ạ? Không, đúng không? Ừ, chị gái tôi năm ngoái thì bệnh thế nào đấy và đã được xuất viện sau 2 năm. Bệnh khỏi. Bioki ga naotta chẳng hạn. Được chưa? Ừ. Rồi chứ không ai nộp bệnh ở đây cả. Nhìn thấy một cái là đã thấy sai rồi, nên không có gì mà phải đọc hết cả câu cả nha mọi người nhá. Đi thi mọi người không cần đọc. Được chưa? Đi thi mọi người không cần đọc. Hay. Rồi. Ok. Đó, thì đấy là cách làm bài. Đấy là cách làm bài của cái dạng bài cuối cùng trong phần từ vựng. Được chưa? Cái cách làm bài của cái dạng cách sử dụng đúng của từ. Cách sử dụng đúng của từ. Nhắc lại một lần nữa này. Chúng ta sẽ nhìn trước vào cái từ vựng xem nó có nghĩa là gì đã. Sau đấy chúng ta đừng đọc hết tất cả từng câu này lên, mà các bạn hãy tìm những cái cụm ngắn thôi để đọc trước nó lên, xem cái cụm nào nó phù hợp. Thường là đọc cái cụm này nó sẽ ra luôn rồi, chúng ta không cần phải đọc hết câu để đỡ mất thời gian mọi người nhá, đỡ mất thời gian. Ok chưa? Hay, hôm nay mọi người làm đúng có nhiều không ạ? Hay, bye bye mọi người, kare sama desu.